Rồi em chào mọi người ha. Hôm nay trời nắng đẹp quá, nắng cũng vừa tới mà nó cũng nắng gắt quá. Em quay cái clip cụ thể cái xe Vespa sẵn đây, em cũng đăng bán cái giá công khai luôn ha anh chị ha. Rồi thì cái xe này của em á là Vespa VBB. Ở Việt Nam mình á thì thường gọi là Vespa Standard hoặc là Standard. Nhưng mà cái dòng này nó không có chữ Standard gì hết trên đây ha. Nó chỉ là Vespa 150 vậy thôi. Nhưng mà như cái ngôn ngữ của người Việt Nam á, mình nói như là các dòng là DD, DM, rồi CUP 78, 67 này nọ đó. Cái tên Standard chỉ là Việt Nam mình nói thôi. Còn ở bên nước ngoài người ta gọi cái này là Vespa VBB ha. VBB thì có hai đời, VBB 1 và VBB 2. Thì của em là cái đời đầu tiên là VBB 1 ha anh chị ha. Rồi cái xe này là tổng thể á, là mình đã mua cách đây đã 3 năm rồi. Mà dọn cũng được 3 năm rồi nha. Thì mình dọn xong rồi mình không có chạy, thì mọi thứ nó còn yên nguyên như cái lúc mà mình mới dọn xong vậy đó. Nó không có khác gì nhiều hết á. Nó chỉ có chạy một cái vài điểm thôi, nó không có thể tránh khỏi như chè mỏi về trước nè, chút xíu ha. Rồi thì mình sẽ quay từ từ cụ thể ha, tại vì mình không có biết cái thủ thuật mà cắt clip nè, dựng clip nè, rồi ghép clip này nọ nè, cho nên mình sẽ quay từ từ chi tiết cụ thể một chút xíu ha. Rồi thì sẵn mình vừa quay thì mình vừa nói luôn có một cái vấn đề này nè. Thì cái xe này á, mình bán với giá là 59.900.000. Thì cái giá này á, mình đảm bảo luôn, bây giờ anh chị có tìm khắp cái Sài Gòn này Vespa mà số khung số máy đúng đời, mà cái xe còn sạch sẽ đẹp đẽ như xe em bao mọi người đi kiếm luôn, không bao giờ có nha mọi người. Tại vì anh chị biết sao em bán cái giá này không? Tại vì em mua cái xe này cách đây ra đã 3 năm trước rồi. Thì những cái dòng xe hay thì bây giờ đó nó đang lên giá từng ngày, từng giờ và từng năm, từng tháng ha anh chị ha. Vespa này, cái dòng Vespa cổ này, nó hiện tại cái giá của nó đó, cái giá mà cái giá trị lạm phát của nó đó, là cái giá trị mà tăng giá của nó chỉ đứng sau các dòng là như là Sport với Z thôi nha. Còn cái mà mức độ mà giữ giá lên giá của nó là từng ngày, từng giờ nha anh chị. Thì hồi trước á, mình mua cái giá nó cũng hợp lý, nó cũng rẻ thôi. Mình về cái giá này thật sự là mình bán nó lỗ rồi, chứ không phải là mình bán có lời đâu. Tại vì hiện tại á, nhà ngọt á, đã hết chỗ để xe rồi nha anh chị. Thì mình bán cái giá này để mong chóng nhanh lẹ cho năm bé nó mau đi ha. Cái xe này là biển số là khá là dễ thương ha. Số gánh đảo ha, 35953 ha. Đó, ở cái góc nhìn đằng sau này nè, cái xe nó đẹp lắm, cái mông nó to đẹp lắm. Rồi đó, mình quay nãy giờ là cũng là khá là chi tiết rồi đó. Mình vừa quay, mình vừa nói chuyện, mình vừa kể chuyện cho anh chị nghe ha. Rồi mình chơi thì mình chơi những cái dòng nào á mà nó có giá trị sưu tầm nè, giữ giá thị trường nè. Thì bây giờ nè, các bạn làm thử một cái bài toán đi, là các anh chị mua một cái xe mà gọi là xe Vespa giả cày á, Vespa giả cày về anh chị tân trang lại, anh chị dọn lên lại và anh chị làm máy lại luôn nha. Lưu ý là cái xe này là mình đã rớt hết, rã hết nguyên cái xe và cả cái cục máy luôn, mình làm full lại hết nha anh chị. Đây nè, đó anh chị thấy cái lốc máy của nó không, những con ốc này là mới tinh ha, và cái lốc máy nó sạch bót à, nó khô ráo sạch sẽ. Rồi bây giờ em tắt cái tiếng máy cho anh chị nghe luôn ha. Thì hiện tại là cái tay kia là mình đang cầm điện thoại và tay này là mình không có lên ga ha, mình đạp chấn cái chân xuống là nổ thôi nè. Thank you.
Xe này hiện tại là tình trạng là mình còn đang rô đai nha, chưa đi hết rô đai luôn nha. Máy móc thì làm full, về là mọi người chỉ việc sử dụng thôi, đổ xăng đổ nhớt vô là Vivo cà phê thôi. Đi xa này nọ là ổn định luôn ha anh chị ha. Tiếng như vậy á thì cái máy nó mới ngon, mới là đạt chuẩn một cái máy zin ngon đó. Cái máy này mà làm zin mà không độ nha. Rồi thì hiện tại á, thị trường đang bán á, là những cái xe mà giả cày xe lên dán vậy nè, là cái giá nó nhiều khi cái giá nó còn mắc hơn mình nữa. Mình bán cái giá này đúng đời, đúng số khung số máy nghiêm chỉnh, cà vạt đã ra 5 số rồi. Cái anh chủ mà anh đang đứng quỹ quyền lần một á, là ngày trước mình mua 3 năm trước á, mình để y mình không có sang tên qua cho mình không có cho anh ký quỹ quyền qua cho mình, thì hiện tại là ảnh đã đi nước ngoài rồi nha. Coi như cái xe này em bán với giá là cái giá này là quá rẻ với một cái xe ra biển 5 số này rồi, mà xe này là coi như là cái xe em bán bao tranh chấp cho anh chị ha. Đó, anh chị muốn sang tên thì nhờ dịch vụ ha. Rồi anh chị nào mua thì liên hệ trực tiếp số điện thoại cho em nha, em xài hai số điện thoại, số là 0393399939 và số 0928686168 nha anh chị. Rồi em bán xe ở trực tiếp tại quận 10 ha. Anh chị có coi thì like với xe cái video cho em nha anh chị. Em cảm ơn chị nhiều ha. Rồi, nẹt ra cuối à. Rồi, cảm ơn anh chị ha.